Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 79 và giao bài của buổi số 80. Và bây giờ cô sẽ đợi các bạn 2 đến 3 phút nữa để chúng mình vào lớp đủ một chút, sau đó mình sẽ bắt đầu chữa bài nhé. Bạn nào vào lớp rồi thì chúng ta sẽ comment là con chào cô nhé, để cô nghe thấy các bạn. Cô để cô nhìn thấy các bạn ha. Vậy thì trong lúc chúng ta đợi các bạn vào lớp thì bây giờ các bạn với cô sẽ cùng nhìn qua một chút về phần bài tập ngày hôm nay. Trong phần chữa bài ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần từ nối because và chúng ta có 5 câu sử dụng từ nối because để tạo thành câu. Vậy thì các bạn lại nhớ lại đằng sau của because chúng ta cần một mệnh đề. Chúng ta đã luyện tập 2 buổi trước rồi, đúng không ạ? Chúng ta luyện tập phân biệt giữa because và because of. Và ngày hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta dùng với because. Thì các bạn thấy rằng là trong mỗi câu thì chúng ta đều có hai vế, đúng không ạ? Vế nguyên nhân và vế kết quả, đúng không ạ? Bởi vì. Và đằng sau của because chúng ta có một mệnh đề, đó là mệnh đề nguyên nhân các bạn nhé. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đợi một chút nữa. Trong thời gian đợi này thì các bạn nào chúng ta vào lớp rồi thì các bạn hãy chuẩn bị vở ghi và bút để chúng ta chuẩn bị chúng ta ghi bài và chữa bài. Bạn nào chúng ta chưa làm được bài thì các bạn ngồi suy nghĩ tiếp tục cho cô nhé. Để chúng ta sẽ tẹo nữa, chúng ta sẽ chữa bài. Rồi, vậy thì cô cũng thấy là các bạn vào lớp cũng khá là đông đủ rồi. Vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu chữa bài. Câu số 1. Tôi không thể chơi bóng đá bởi vì cơn mưa to. Câu này thì 5 câu trong buổi chữa bài ngày hôm nay thì đều rất là dài. Tại vì nó có 2 thành phần câu, hai vế của câu. Chúng ta cứ coi như là nó có 2 câu nhỏ, đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta đầu tiên có tôi không thể chơi bóng đá. Ở đây mình sẽ có đầu tiên chủ ngữ tôi quá quen thuộc, đó là I. Tôi không thể. Ở đây các bạn lại nhớ lại với động từ khuyết thiếu can và can. Không thể ở đây mình có dạng phủ định, và chúng ta có cannot, và chúng ta chuyển thành I can't play football. Đằng sau của động từ khuyết thiếu mình nhớ là giữ nguyên động từ chính các bạn nhé. Vậy thì động từ play của cô được giữ nguyên, I can't play football. Bởi vì, because, cơn mưa to, có nghĩa là trời mưa rất là nặng hạt, đúng không ạ? Because it rains heavily. Đó, bởi vì trời mưa rất nặng hạt. Ở đây cô phải chuyển về thành một câu, bởi vì đằng sau của because chúng ta dùng với một mệnh đề các bạn ạ. Vì vậy chúng ta không thể viết là bởi vì because the heavy rain, và chúng ta phải chuyển nó thành một mệnh đề có chủ ngữ, có động từ. Vậy ở đây chúng ta có là chủ ngữ it, động từ rains và một tân ngữ heavily. It rains heavily. I can't play football because it rains heavily. Ok. Câu 2. Tôi đi dã ngoại bởi vì thời tiết đẹp. Tôi đi dã ngoại bởi vì thời tiết đẹp. Câu này khá là ngắn và dễ. Các bạn cho cô xin đáp án của các bạn xuống phần bình luận nhé. Tôi đi dã ngoại bởi vì thời tiết đẹp. Đây là bởi. Tôi
tôi đi dã ngoại bởi vì thời tiết đẹp. Các bạn cho cô xin đáp án của mình xuống phần bình luận nha. Vậy thì chúng ta có đầu tiên chủ ngữ tôi, I. Tôi đi dã ngoại, tôi đi cắm trại, tôi đi dã ngoại. Chúng ta có I go camping. I go camping là đi cắm trại, đi dã ngoại. Chúng ta có là I go on a picnic. I go on a picnic. Bởi vì, because, thời tiết, chúng ta có thời tiết là danh từ the weather. The weather đi với danh từ số ít, chủ ngữ số ít, chúng ta dùng động từ to be là is. Because the weather is that nice. I go on a picnic because the weather is nice. Ok. Đằng sau của because, chúng ta nhận thấy là một mệnh đề. The weather is nice. Rồi, câu 3. Chúng tôi đến muộn bởi vì tắc đường dài. Chúng tôi đến muộn bởi vì tắc đường dài. Cô ba các bạn lại cho cô đáp án của các bạn xuống phần bình luận nào. Đầu tiên chúng ta có chúng tôi đến muộn. Đến muộn là có một cái tính từ muộn là late. Và đi với tính từ thì mình cần động từ to be để bổ nghĩa, đúng không ạ? Late. Bởi vì tắc đường dài. Vậy ta có đầu tiên chủ ngữ chúng tôi, chủ ngữ số nhiều, we. Đi với we thì động từ to be của chúng ta sẽ là we. We are late. We are late because the traffic jam is long. Các bạn phân tích cùng câu này. Đầu tiên chủ ngữ là we. Tại sao ở đây chúng ta lại dùng động từ to be? Bởi vì các bạn thấy có một tính từ là tính từ late. Mà để bổ nghĩa cho tính từ thì chúng ta sẽ cần một động từ to be. We are late because the traffic jam. Tại sao the traffic jam lại được chia ở chủ ngữ số ít? Bởi vì các bạn thấy rằng là tắc đường thì là một danh từ đếm được hay không đếm được các bạn nhỉ? Tắc đường là một danh từ. À đúng rồi, danh từ không đếm được. Vậy đi với danh từ không đếm được thì động từ sẽ chia ở chủ ngữ số ít. Đó, động từ sẽ chia ở động từ số ít. Thế nên là vì vậy chúng ta có là we, the traffic jam is long. Bạn nhớ nhá, đây không phải là một danh từ số ít mà đây là một danh từ không đếm được. Vì vậy mình chia động từ, đó là động từ số ít, động từ is. Dài thì là long rồi, đúng không ạ? Không có gì khó quá. Vậy câu 3 chúng ta có we are late because the traffic jam is long. Ok, câu 4. Họ không đi học bởi vì xe buýt bị hỏng. Câu này khá là dễ, các bạn cho cô xin đáp án của các bạn xuống phần bình luận nào. Xe buýt bị hỏng là các bạn nhớ lại câu ví dụ. Bị hỏng là sẽ là câu bị động. Câu bị động là câu gì? Là câu mà chúng ta có một cái chủ thể nó không thể thực hiện hành động được. Có nghĩa là xe buýt thì phải bị hỏng, đúng không ạ? Chứ không thể là tôi gì? Tôi làm hỏng xe buýt được, đúng không? Hoặc là xe buýt nó tự hỏng được. Cũng như là tôi bị gãy chân, cái chân của tôi bị gãy, đúng không ạ? Chứ không thể là tôi đập cái chân tôi gãy được. Vậy rõ ràng là đây là những cái câu bị động, là những câu mà chủ thể không thể thực hiện được hành động đó. Đó, và thường thường thì sẽ là chủ ngữ sẽ là vật, đúng không ạ? Họ không đi học. Nào các bạn cho cô xin phần đáp án xuống phần bình luận.
Rồi vậy chúng ta có đầu tiên chủ ngữ họ là chủ ngữ ngôi thứ ba số nhiều, they. Họ không đi học. Đi với chủ ngữ they chúng ta dùng với trợ động từ là don't hay là doesn't nhà cả lớp nhỉ? À đúng rồi, they là phải là they don't. Vậy chúng ta có they don't go to school. Họ không đi học. They don't go to school. Bởi vì, because, xe buýt bị hỏng. The bus is broken. Đó, đầu tiên các bạn thấy cho cô là đầu tiên chúng ta có động từ là don't go. Đi với chủ ngữ they là chủ ngữ số nhiều. Các bạn nhớ là câu phủ định thì chúng ta phải mượn chủ ngữ số nhiều, nó mượn trợ động từ là don't. The bus ở đây là xe buýt số ít. Vì vậy chúng ta bị động với is broken. Số ít thì chúng ta sẽ dùng với is. Đúng không ạ? Động từ chính ở dạng động từ phân từ 2. The bus is broken. They don't go to school because the bus is broken. Câu 5. Anh ấy không thích núi bởi vì anh ấy sợ độ cao. Ở đây cô đã cung cấp cho các bạn một cái câu về chúng ta có công thức đó là sợ cái gì đó. Chúng ta sẽ dùng với to be afraid of something. To be afraid of something. Ở đây to be chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ. Nếu như chủ ngữ là anh ấy, mình chia to be là he is. Đúng rồi. Nếu như tôi nói là tôi sợ thì sẽ là I am afraid of. Đúng không ạ? Câu này hơi khó một tí, mình sẽ cùng nhau làm nhé. Đầu tiên anh ấy, he, anh ấy không thích. Ở đây lại là phủ định, nhưng mà phủ định với chủ ngữ là he. Vậy chúng ta dùng he don't hay là he doesn't cả lớp ơi. He, à đúng rồi, he doesn't. He doesn't like the mountains. He doesn't like the mountains. Ở đây chúng ta phải dùng với the mountains là số nhiều. Tại vì nó không thể nói là anh ấy không thích một ngọn núi. Ở đây mình nói là anh ấy không thích núi, vậy thì nó phải nói là những cái ngọn núi nói chung, đúng không ạ? Tóm lại là anh ấy sợ núi, anh ấy không thích núi. Chứ không phải là anh ấy không thích ngọn núi này nhưng anh ấy thích ngọn núi kia. Thế rõ ràng là anh ấy đều là anh ấy không thích tất cả các ngọn núi, đúng không ạ? Núi nói chung. Vì vậy đây sẽ là một danh từ số nhiều. Chúng ta có là the mountains số nhiều. He doesn't like the mountains. Bởi vì, because. Anh ấy sợ lộ cao, đầu tiên mình có chủ ngữ anh ấy. He is. Các bạn nhìn này theo công thức này. Đi với chủ ngữ là he, chúng ta có to be là he is. Afraid of. Afraid of. Các bạn thấy không ạ? He is afraid of. Độ cao, the height. He is afraid of the height. Và đằng sau của afraid of chúng ta cộng với một danh từ, một something. Có ý nghĩa là sợ cái gì? He doesn't like the mountains because he's afraid of the height. Ok, nhớ nhá, chủ ngữ là he thì to be là he is. Sợ là afraid of, đằng sau of cộng với một danh từ, một something, cái gì đó. Ok, vậy thì đây là câu cuối cùng của buổi chữa bài rồi. Thì các bạn sẽ cùng cô nhìn lại một lần nữa. 5 câu chữa bài ngày hôm nay thì khá là khó. Ra thì cũng khá là hơi bị phức tạp một chút, đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều dạng câu. Ví dụ mình có câu với cả động từ khuyết thiếu can. Chúng ta có câu với cả câu bị động, đúng không ạ? Is broken. Chúng ta có câu với lại câu gì? Câu một cấu trúc câu là sợ cái gì đó. To be afraid of something. Đó, sợ cái gì đó. Nên là vì vậy các bạn chú ý nha. Câu nào các bạn chưa hiểu thì các bạn sẽ comment lại nhé. Để cô nhìn thấy, cô trả lời cho các bạn, đúng không ạ?
Rồi, vậy thì chúng ta đã xem qua xong phần chữa bài, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn qua một chút về phần bài tập nâng cao trong buổi học ngày hôm nay. Trong bài tập nâng cao này chúng ta sẽ có 10 câu, vẫn là dạng bài tập cũ điền because hoặc because of. Trong bài tập dạng nâng cao của buổi học ngày hôm sau chúng ta sẽ đến với những dạng khó hơn. Nhưng bây giờ cô vẫn muốn các bạn là các bạn sẽ phân biệt cho cô cách dùng của because và because of, để chúng ta có cái nền tảng vững vàng cho buổi chữa bài ngày buổi hôm sau chúng ta sẽ dùng với because of. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn vào 10 câu này. Chúng ta có thời gian suy nghĩ bài là 3 đến 5 phút. Sau khi các bạn suy nghĩ bài xong, các bạn sẽ cùng cô chữa bài. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta có đáp án của câu nào thì các bạn sẽ viết đáp án xuống phần bình luận luôn nhé. Hoặc là các bạn viết xuống phần giấy của bài của các bạn đó. Nó tẹo nữa mình sẽ chữa bài nha. Rồi, vậy thời gian suy nghĩ bài đã xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chữa bài của 10 câu. Ta nhớ lại một chút là nếu như chúng ta dùng because thì theo sau phải là một mệnh đề. Và nếu như chúng ta dùng because of thì theo sau là một danh từ hoặc một cụm danh từ. Câu 1. We stopped playing tennis. The rain. Ở đây mình thấy rằng là đằng sau của từ chúng ta còn đó là chúng ta có một danh từ the rain. Vậy chúng ta điền với... cái gì ạ? À đúng rồi, because of the rain. We stopped playing tennis because of the rain. Rất tốt. Câu 2. It was all her that we got into trouble. Nó tất cả là bởi vì cô ấy mà chúng tôi phải gặp rắc rối. Vậy chúng ta có là bởi vì cô ấy. Ở đây chúng ta có một tân ngữ, đúng không ạ? Một danh từ. Vì vậy chúng ta sẽ có là because of her that we got into trouble. Câu 3. We had to hurry indoors. It was raining. Chúng tôi phải nhanh chóng đi vào trong nhà thôi bởi vì trời đang mưa. Ở đây chúng ta có là bởi vì trời đang mưa, đằng sau là một mệnh đề. Vậy chúng ta dùng với because. Đúng rồi, because it was raining. Câu 4. I am late, the traffic. Tôi bị muộn bởi vì tắc đường, đúng không ạ? Because the traffic.
Vậy đây chúng ta có the traffic là một danh từ. Vậy đứng đằng trước một danh từ mình cần because of, đúng rồi, rất tốt. I am late because of the traffic. Câu 5. We didn't arrive until 7 o'clock. The traffic was terrible. Chúng tôi không thể đến đây cho đến 7 giờ. Đúng không ạ? Chúng tôi không thể đến đây trước 7 giờ được đâu, bởi vì giao thông rất là tệ bây giờ. Vậy chúng ta có một câu rất là dài đằng sau, đó là the traffic was terrible. Vậy chúng ta cần because hay là because of cả lớp ơi? À, chính xác, because the traffic was terrible. Rất tốt. Câu 6. She found the exam easy. She had worked hard during the course. Cô ấy thấy rằng bài kiểm tra rất dễ bởi vì cô ấy đã luyện tập rất là chăm chỉ trong suốt khóa học. Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có một mệnh đề rất là dài phía sau. She had worked hard, vân vân. Vậy thì đi với mệnh đề này chúng ta dùng với because hay là because of cả lớp nhỉ? À, chính xác, nó dùng với because. Đúng rồi. The hard work during the course. Câu 7. He can't drive his units. Anh ấy không thể lái xe bởi vì anh ấy ốm. Ở đây mình thấy rằng mình có his units là một cụm danh từ. Đúng không ạ? His units là một cụm danh từ. Thế vì vậy đi với một cụm danh từ thì các bạn sẽ dùng với gì? À đúng rồi, chúng ta sẽ dùng với because of his units. Chính xác. Because of. Ok, câu 8. The restaurant closed down. The recession. Ở đây chúng ta có nhà hàng đóng cửa bởi vì cái sự gì ạ? Sự suy thoái, đúng không ạ? Bởi vì là nhà hàng không bán hàng được. Bởi vì là nhà hàng bị suy thoái, bởi vì sự suy thoái. Vậy đây chúng ta có một cái danh từ đó là sự suy thoái, và có the recession. Recession. Thế thì ở đây chúng ta dùng với because hay là because of cả lớp nhỉ? À, dùng với because of. Đúng rồi, rất là tốt. Câu 9. He found working in Japan is very difficult. The language problem. Anh ấy thấy rằng là làm việc ở Nhật Bản nó rất là khó khăn bởi vì cái vấn đề về ngôn ngữ. Và đây chúng ta có những vấn đề về ngôn ngữ, chúng ta sẽ có, đây là một danh từ, vậy đi với danh từ mình sẽ có because of. Đúng rồi, because of a language problem. Câu 10. He is very difficult to understand his accent. Anh ấy rất là khó hiểu bởi vì cái ngữ điệu của anh ấy, accent, accent. Ok, vậy thì chúng ta thấy rằng có một cụm danh từ ở phía sau, đó là his accent. Vậy mình sẽ dùng với because hay là because of cả lớp nhỉ? À, chính xác, dùng với because of. Rất là tốt, because of. Ok, rất tốt. Rồi đó, vậy chúng ta có tất cả là 10 câu, các bạn cùng xem lại một lần nữa. Trước khi chúng ta sẽ đến với phần giao bài tập của học bài học ngày hôm nay, các bạn xem lại lần nữa nhé. Xem là còn câu nào chúng ta chưa hiểu. Thực sự là hôm nay luyện đến bài hôm nay là bài thứ 3 rồi, đúng không ạ? Rất là dễ. Nên là các bạn sẽ cố gắng là xem còn chỗ nào mình chưa hiểu thì mình sẽ nói cô nghe ha. Mình sẽ comment nhé. Rồi, vậy thì chúng ta cũng sẽ nhìn qua một chút về phần bài tập của buổi học ngày mai. Chúng ta chữa bài, ngày mai chúng ta có bài tập rất dễ, chúng ta chữa về phần dùng với because of. Thế thì phần nội dung ngày hôm nay và ngày mai giống hệt nhau. Chúng ta chỉ thay because và because of thôi, nhưng mà đằng sau của because of là các bạn chú ý là phải chuyển cho cô thành một cụm danh từ. Nhá, chuyển thành một cụm danh từ.
Và bây giờ các bạn có thời gian để chúng ta ghi chép lại phần bài tập. Về nhà các bạn sẽ làm bài cho cô nhé, để ngày mai cô chữa bài, được không ạ? Rồi, các bạn ghi bài nhé.